Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha các bạn. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi thu thập các loại huy hiệu của hội quán hệ điện nha. Đó, và đây chính là hội quán hệ điện 2.0 nha các bạn ơi. Nó khá là na ná với lại hội quán hệ băng nè, hệ lửa cũng như là hệ nước đó các bạn. Cái kết cấu nó rất là quen thuộc luôn. Để mình đi một vòng cho các bạn coi nè. Đó, quá là quen thuộc luôn các bạn ơi. Để mình tắt cái thông báo boss cái đã. Chúng ta không có cần thông báo boss đâu. Và hội quán này á, có một em linh vật. Đó chính là em EV hệ điện. Đây là Josteon nha các bạn. Ôi, con này nó màu cam nữa các bạn ơi. Không biết phải shiny không nữa. Thì để đi đánh hội quán này á, thì mình sẽ cầm theo cái đội hình có các Pokemon hệ lá nè, hệ đất, hệ rồng, cũng như là một em Lugia và một em Rowdon để cho tụi nó cùng lên cấp đó nha các bạn ơi. Lugia của mình thì đã đạt được cấp 99 rồi. Để mình coi. Ui, nó còn một xíu nữa là lên cấp 100 thôi các bạn à. Quá đã luôn. Trước đó thì mình đã có đánh một cái hội quán hệ điện này rồi nha các bạn. Để mình kiểm tra thử mình đã được cái loại huy hiệu nào nha. Đây, đây là cái huy hiệu của hội quán hệ điện trước đó nè. Sẵn tiện thì mình sẽ cất nó vào ba lô luôn nha các bạn ơi. Đây, cái hộp đựng huy hiệu màu đỏ. Thì hội quán hệ điện á, chúng ta có được 5 cái huy hiệu luôn các bạn ơi. Đây là Beacon Bed nè, Dynamo Bed, Thunder Bed, Bow Bed và Vortex Bed nha các bạn. Ở đây mình đã có cái Vortex Bed rồi nè. Rất là ngon luôn. Mình sẽ cất nó vào luôn nha các bạn ơi. Ta là... Ôi, quên. Chúng ta phải đăng ký cái tên sở hữu của chúng ta mới được. Đây, nó đã thành Fury Channel rồi. Rồi mình sẽ tiến hành lít chuột phải là nó sẽ bỏ vô cái hộp nha các bạn ơi. Đó, ngon lành canh đào. Được một cái huy hiệu rồi nè. Bây giờ mình sẽ tìm thêm 4 cái nữa nha. Rồi, để mình bô cái hiệu cái đã. Rồi chúng ta sẽ đi vào đấu luôn. À, mình quên mất. Chúng ta phải check spawn rồi thử. Tầm bao nhiêu phút nữa sẽ có một em Legendary xuất hiện nha. Ui, tầm 13 phút nữa các bạn ơi. Hy vọng là đánh xong hội quán này chúng ta sẽ đủ thời gian nha. Mình sẽ cho em Ziggs ra trước nha các bạn ơi. Ui, vô nào. Hello, đây là ông Joe các bạn à. Cái hội quán này á, người ta để hai con linh vật là Raiden nè các bạn. Nhưng mà nó nhìn về hướng bên này nè, y chang cái con EV hệ điện ở trên luôn. Rồi, mình sẽ đi thách đấu luôn nha. Wow, hội quán này cũng có khá là nhiều glowstone thì phải. Mình đi đường này được không? Không được. Tất nhiên là mình sẽ đi theo cái hướng mũi tên rồi các bạn à. Ta là... gặp ông đầu tiên nè. Ui, em Ferrot các bạn ơi. Em Ferrot hả? Mình sẽ xài chiêu Landgrad luôn nha các bạn ơi. Ôi, xài không được. Ôi, nó đốt cháy mình luôn. Gì ghê vậy? Xài lại phát nữa các bạn. Ôi, vẫn không được. Thôi để mình chuyển qua cái con khác đi. Qua con Sonic đi. Trời ơi, tự nhiên mới vô mà cái em Ziggs của mình đã bị mất nửa cây máu rồi. Hên quá, nó đã không có tác dụng với lại Sonic rồi. Mình sẽ xài chiêu Honlit này nha các bạn. Mày nè. Cấu cũng khá là đau đó. Mình xài luôn chiêu Moonblast này đi. Mày nè. Tại vì em Ferrot đó nó cũng có mang hệ rồng các bạn ơi. Mang hệ rồng là xác định với tôi. Có một cái con em Ferrot nhỏ hơn nè. Nhưng mà nó đã chết queo rồi. Bachirisu Honlit đó các bạn ơi. Ôi, mình đã hồi lại được máu nè. Rất là tiện luôn. Nó làm mình bị tê liệt thì phải. Ui, đổi qua con Minin nè. Hên quá, mình đã hồi máu lại các bạn ạ. Đúng là xài cái chiêu Holic này nó đã thiệt sự luôn. Đổi qua cái con liên tục. Pachirisu nè. Minin hả? Nó boost cái gì đó các bạn à. Chết queo luôn. Wow, mới cái ông trainer đầu tiên thôi mà ông đã có được rất là nhiều Pokemon luôn rồi đó các bạn ơi. 4 em Pokemon luôn. Rồi chúng ta đã vượt qua ổng thành công rồi nè. Trời ơi, giờ mình sẽ đến với cái ông tiếp theo nha. Chắc cho con Sonic ra trước quá. Ôi, chúng ta sẽ đi qua cái đường này hả? Ok, đi tiếp thôi các bạn ơi. Ây da, sao đi không được vậy? Phải đi đúng cái phía bên này mới được các bạn ơi. Chúng ta phải chọn vào đúng ô mới được. Kinh khủng chưa? Để mình coi thử có bao nhiêu trainer trong này nào. 1, 2, 3. 3 trainer các bạn ơi, 4 trainer. Mình thấy trước mắt được 4 trainer rồi.
Hình như là 4 trainer và một ông chủ hội quán ở đằng kia thôi các bạn à. Rồi mình sẽ đấu thôi. Gavantula, đây là cái con nhện điện thì phải. Honlit nó luôn nha các bạn ơi. Để mình hút máu lại. Ôi, không có ăn thua rồi. Moonblast nó thử nha. Mày nè, cái con nhện điện nó đang bị kẹt kìa các bạn. Chết queo luôn rồi. Ông này chỉ có một con Pokemon thôi, rất là đơn giản luôn nha các bạn ơi. Rồi, để bây giờ mình tìm đường đi nữa coi. Mình đi đường nào đây trời. Tôi không biết đi đường nào luôn. Đi đường này thử nha các bạn. Qua bên này. Ông này hồi nãy mình đấu rồi đúng không? Có ông này chưa đấu nè. Đúng rồi. Đúng cái ông này rồi các bạn ơi. Đây là ông trainer thứ ba nha. Chúng ta phải đếm cho đủ trainer mới được. Nói chung á, mình có thể bỏ qua các trainer này để mà đi đánh chủ hội quán luôn cũng được. Nhưng mà mình lại thích đánh trainer để mà Pokemon mình á nó lên kinh nghiệm các bạn à. Honlit nè, trở lên máu coi. Ui, cái con Raichu này đánh đau dữ vậy. Moonblast nó luôn nha các bạn ơi. Ui, đánh đau thiệt sự luôn á. Ui, không có tác dụng với nó rồi. Thôi xong tôi. Mình sẽ chuyển qua Ziget nha các bạn. Ziget của mình nó bị trượt. Ui, chết queo Ziget luôn rồi. Trời ơi. Giờ chuyển qua con gì đây? Rayquaza đi. Xài chiêu Dragon Ascent thử nha. Mày nè, chết queo. Cho lên Mega các bạn ơi. Dứt nó luôn. Mega Rayquaza. Ôi, nhìn chỗ hai cái râu đó nhìn đẹp quá chưởng các bạn ơi. Nhìn nó rung 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 kìa. Nhìn đẹp vãi luôn á. Cẩu được nửa cây của nó liền. Wow, siêu mạnh. À, cái con Pachirisu nó chạy đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Raco Meteor. Thiên thạch rồng. Ôi, không được rồi. Xài lại ra gần Dragon đi các bạn ơi. Ôi, không xin nha nó rồi. Mình sẽ chuyển qua Ancest đi ha. Ancest sẽ xài trước mình. Đây là Ancest hệ đất nha các bạn. Nhìn nó màu cam cam nè. Trước mình. Đừng hòng chạy nha. Chuyển qua con Inmonga các bạn ơi. Con này siêu dễ thương luôn nè. Con này là sóc bay đó. Ôi, sao mình đánh không được nó. Ôi, nó không có tác dụng. Hình như Inmonga nó cũng mang hệ bay nữa đó các bạn ơi. Mình sẽ chuyển qua Rayquaza vậy. Ui, mang hệ bay vậy ạ. Thiệt sự. Raco Meteor nha. Hệ bay dưới tôi nè. Ngẫm củ tỏi rồi. Được ba ông trainer rồi đúng không? Để mình coi đi đường nào để gặp ông thứ tư đây trời. Ôi, đây ông trainer thứ tư đây các bạn ơi. Dứt ổng thôi. Gặp lại con Minin nè. Xài Honlit. Ui, chưa kịp xài để hồi máu cho Ashes nữa. Cho Raudon ra thử chiêu Recipe Play nha các bạn. Ui, nó đánh đau vậy. Mày nè, Minin. Chết queo luôn. Ngon lành. Để mình coi đi đường nào nữa các bạn ơi. Hình như là đường này thì phải. Sao lại cái bên này. Ok, đi đường bên này thử coi. Ui, cuối cùng cũng mò ra được các bạn ơi. Kinh khủng thiệt sự. Và mình đã bị hẹo hết hai em Pokemon rồi. Ôi thôi xong. Thôi xài Aegis để mà thách đấu nó luôn nha các bạn. Trước mình nó nha. Manectric với tôi hả. Chết queo một em. Để mình recover lại các bạn ơi. Ông này có hai con Manectric luôn. Ui, con này có hệ lửa. Đánh đau vậy. Mình sẽ lại dùng chiêu trước mình nữa nha. Chết queo em này luôn. Recover phát lửa các bạn ơi. Ôi, đánh đau vãi cả chưởng ạ. Thêm cái chiêu hệ lửa đang bị cháy nè. Ôi, khó chịu thiệt sự. Recover phát nữa các bạn ơi. Ba em Pokemon của ổng bị hẹo rồi. Magneton. Con này thì không sợ. Chết queo luôn. Bốn em rồi các bạn ơi, còn hai em nữa thôi. Magneton hả. Chúng ta có thể dùng Ashes để mà con cái hồi quán này không ta. Để mình thử coi. Trước mình. Và em cuối cùng Minin hả? Minin à. Yes. Và chúng ta đã giành được chiến thắng trước chủ hội quán hệ điện rồi các bạn ơi. Và mình đã được một cái Dynamo Bat rồi nha. Và thêm cái chiêu Zap Cannon nữa. Ngon lành canh đào. Thế là đã được hai cái hiệu của hội quán hệ điện rồi nè. Nhìn nó vàng thiệt sự luôn. Ngon lành ha. Để mình cất cái chiêu này vô luôn nha các bạn. Cái hiệu cái coi.
Ôi, Lugia nó cũng đã lên cấp 100 rồi. Và đây sẽ là cái hội quán hơi điện thứ hai của mình nha bạn ơi. Kết cấu nó chả có khác gì với cái hội quán hơi điện thứ nhất cả. Nhưng mà lần này á thì cái em Jolteon nó đã quay đầu về phía trước mặt rồi nè. Nó không có bị quẹo như cái em lần trước nữa. Rồi mình sẽ đi vào thách đấu luôn nha các bạn ơi. Rồi, vẫn là hai con Raiden. Đó, lần này nó quay ra cửa rồi nè. Vậy mới phải chứ. Rồi để mình đi vô mình thách đấu với cái ông trainer đầu tiên nha. Đây, một ông lẫm kèo bóng liền. Xài chiêu gì đây ta? Chắc land grab nữa quá các bạn ơi. Ngẫm cửu tỏi. Ôi ông này chỉ có một combo Pokemon thôi các bạn ơi. Rất là đã luôn. Tiếp theo là ông này nha. Ơi, cái con Seagate của mình nó chạy đi đâu rồi kìa. Mình sẽ vẫn tiếp tục xài land grab nữa quá. Đây, đây là cái con Plusle các bạn ơi. Cái con đó là bóng điện đỏ. Ui, Ba Chi Risu. Công nhận cái hội quán này gặp cái con Ba Chi Risu hoài các bạn ơi. Hình như cái con này vẫn còn là model cũ thì phải. Các bạn nhìn nè. Thì nó cũng cũng khá là xấu ha. Chết queo đi. Hai con Pokemon thôi, rất là đơn giản. Ok, tiếp tục đi nào các bạn ơi. Ngon lành. Seagate của tôi nó chơi trượt băng chuyền kìa. Lần này mình gặp cái con Electabuzz hả? Nó bị trượt ra bàn cổng luôn nè. Tiếp tục vẫn xài lên rát nha các bạn ơi. Chiêu hệ đất mà rất là lợi luôn. Ông mắc nét zone. Ui, nó đánh mình đau vậy. Mình sẽ chuyển qua Aces quá. Hy vọng không sao anh em à. Ui, nó vẫn cấu máu Aces đau đó. Trước mình nó nha. Ui, không có tác dụng. Tại sao không có tác dụng với nó? Ui, làm tốn máu mấy Pokemon của mình rồi. Ui, các bạn nhìn kìa, nó đánh đau vậy. Mình sẽ cho Mega lên và xài chiêu Draco Meteor nha các bạn. Lên Mega đi. Wow, hấp dẫn, hấp dẫn. Ui, các bạn nhìn mấy cái râu của Rayquaza nè. Nhìn nó rung rung, nhìn đẹp bả trưởng ha. Ui, thế là không chết mắc Nezone rồi. Và đã hẹo em Ray của mình rồi. Mình sẽ chuyển qua Sernit đi. Xài Moonblast nè. Cái quỷ chưa chết được nó. Đau quá. Honlit nó các bạn ơi. Lần này nó đổi qua Electro rồi nè. Honlit nó tiếp nè. Để cho mình hồi máu cái đã. Ui, đổi Pokemon liên tục luôn á. Jolteon nữa các bạn ơi. Đó, linh vật của hội quán đây rồi nè. Jolteon, EV hệ điện đó. Ui, nhìn nó đẹp vãi ha. Lâu lắm rồi mình cũng chưa gặp lại mấy em EV. Ủa, chết queo luôn. À, Emonga. Dứt nó luôn các bạn ơi. Đây là sóc bay nè. Kiểu này không biết có xong em Sonic của mình không nữa. Còn có 50 máu à. Mình xài chiêu Moonlight này luôn nha. Kinh khủng quá. Mình sẽ xài chiêu Magnet Bomb thử đi. Ok, chưa chết được. Nhưng mà mình sẽ vẫn trụ được các bạn ơi. Hên quá. Mày nè. Electro hả? Mình sẽ chuyển qua con Groudon đi. Groudon. Chúng ta sẽ xài chiêu Recipe Play đi. Hả? Recipe Play. Mày nè, cho mày chết queo đi. Wow, hẹo hết hai em Pokemon của mình luôn. Kinh khủng. Đây, đây là ông trainer thứ tư các bạn ơi. Mày nè, Mi Ninh hả? Ui, con nối tải một máu hả? Ôi, nhưng mà không sao các bạn ơi. Vẫn được, vẫn được. Này thì nội tại một máu với tôi hả? Chết queo đi. Mình có nên chuyển Pokemon không ta? Cho Ziget ra trước đi. Rồi tiếp theo sẽ là... Ui, không được rồi. Mình sẽ chuyển Pokemon các bạn ơi. Hướng này á, mình sẽ không có đi thẳng được nha các bạn. Đó, tại vì phải đi theo cái dấu mũi tên nè. Ở đây thì nó có hai cái mũi tên á, các bạn nên đi cái ở bên trong này nha các bạn. Đó, để mà nó dẫn chính xác tới nơi của chủ hội quán hay điện nha. Đó, nó sẽ tự chạy một mạch tới luôn. Ngon lành. Và đây là chủ hội quán hơi điện nha. Ui, chưa gì mới vô gặp con Lantern rồi. Mày nè, chết queo luôn. Mình học được Fire Blast rồi các bạn ơi. Ha, chắc mình sẽ thay Sunny Day quá. Thì bạn nói với mình là không nên học Sunny Day cho Groudon cũng như là Rendant cho Kyogre. Mình thấy nó cũng khá là có lý nên là mình sẽ thay luôn nha các bạn.
Ok, tạm bỏ Sunny Day đi. Lenbrad tiếp tục nè. Gà Vantula với tôi hả? Ui. Ôi các bạn thấy hiệu ứng chiêu của nó nhìn đẹp vậy. Nó cho cái em Ziggs của mình hẹo rồi. Eruption mày nè con. Ui chơi, chơi gì mà chuyển Pokemon. Con này hình như có hệ nước nữa. Mình phải chuyển qua con khác mới được. Chuyển qua Nigroma đi các bạn ơi. Lâu lắm rồi chưa dùng Nigroma để mà thách đấu. À, đánh Nigroma của tôi luôn. Dữ hen. Muôn cái X-Beam nè. Cho lên Ultra Nigroma cho nó ngầu các bạn ơi. Wow, siêu bự, siêu to khổng lồ luôn. À, có hai cái beacon kế bên cái ông chủ hồi quán luôn nè. Khá là hay á ha. Ủa, con này nó đốt được mình luôn các bạn ơi. Tuy nó mang hệ nước với hệ điện nhưng mà vẫn đốt được mình nữa. Kinh khủng. Moon Gate Beam nè. Photon Geyser nè. Mình sẽ tiếp tục xài chiêu Photon Geyser nha các bạn. Chiêu này rất là mạnh luôn đó. Ai dạ, nó quýnh cái em Nigroma của mình hèo luôn rồi. Để mình xài Ancest đi. Chickman. Chết quẹo. Emonga hả? Oh quên. Con này nó mang hệ bay nên mình xài hệ đất không có được các bạn ơi. Mình sẽ chuyển qua em NT đi. Để mà xài Eruption cho nó nha. À, đánh mình đâu có xì nhà đâu. Eruption. Chết với em Emonga luôn rồi. Manectric hả? Eruption mày luôn. Và chúng ta đã giành được huy hiệu Thunderbird rồi các bạn ơi. Và được cái chiêu Shockwave nè. Ngon lành. À, chỗ ông chủ hội quán này có được hai cái beacon luôn nha các bạn. Beacon thì chế tạo khá là khắc nghiệt. Tại vì nó đòi hỏi một cái Needle Star đó. Nếu mà ai thiếu beacon có thể qua đây mà chơm được nha. Rồi, huy hiệu hệ điện thứ ba. Đó, ba cái rồi bạn ơi. Wow, mình bỏ vô cái hộp đựng huy hiệu màu vàng nhìn nó cũng khá là hợp lý đó nha. Ở Mortim. Ơi, có một con Mortim Shiny đây các bạn ơi. Sẵn tiện mình sẽ đi qua bắt nó luôn nha. Ui, hấp dẫn, hấp dẫn. Đâu rồi? Nó đang bay các bạn à. Ôi, hay vậy. Mortim tỉnh bay đi đâu hả? Ui, nhìn nó đẹp phải chưởng các bạn ơi. Wow, đúng là Shiny cực đẹp luôn đó. Mình sẽ xài cái quả Whipball trước nha. Mấy con này là côn trùng đó các bạn ơi. Nên bạn có thể xài quả Nestball đó. Cái quả bóng lưới đó. Nhưng mà ui, mình tự Whipball một quả xong luôn rồi chứ. Không được rồi các bạn à. Để mình chuyển qua Liverpool thử đi. Liverpool. Hấp dẫn nha. Liverpool nè. Để coi được không? Vẫn không được các bạn à. Chắc mình sẽ xài luôn cái quả Netball đi. Quả này dùng để bắt côn trùng đó các bạn à. Thoải mái nha. Ui, vẫn chưa được luôn. Mình không có lấy cái con Scissor ra rồi. Ui. Netball mày luôn nè. Mau team hả? Sao mà khó bắt quá vậy? Nesburn. Yes, thành công liền. Phải như vậy chứ. Rồi. Để mình nhìn trăng hôm nay thử coi các bạn à. Ủa, trăng đâu rồi? Mặt trăng chưa lên à. Ôi, đây là trăng của Darkrai các bạn ơi. Thôi mình sẽ đi qua cái vùng Root Forest M nha. Để mà kiếm Darkrai. Rồi mình coi thử thời gian là bao nhiêu rồi. Time Curry Daytime. Rồi cũng như là Chess Bond Legendary coi. Ui, một phút nữa các bạn ơi. Cơ hội xuất hiện Darkrai đây rồi. Một phút nữa thôi các bạn à. Hấp dẫn, hấp dẫn. Liệu trăng non này có xuất hiện được Darkrai không? Chúng ta sẽ chờ một chút coi nha. Nếu mà xuất hiện thì mình sẽ dùng cái con Scissor luôn. Ui, thiệt các bạn ơi. Ui, đây nè. Mình vừa định lấy Scissor ra luôn. Ai dè cũng Darkrai xuất hiện luôn. Hấp dẫn nha. Nó ở dưới nè các bạn à. Để mình kiếm nó coi. À, nó đây rồi, nó đây rồi. Darkrai của chúng ta đây rồi các bạn à. Wow, siêu ngầu luôn đó. Không biết nói gì luôn. Phone whip cái coi. Mày nè con. Tính boost cái gì hả? Phone whip phát nữa nè. Rồi mình sẽ chuyển qua con Aesop nha các bạn ơi. Nãy mình quên quăng quả Whipball ra rồi. Ui, nó ru Aesop của mình ngủ luôn kìa. Con này láo nhờ. Whipball nè.
Ủa, mày này con. Sao Witbon cho mày sợ nhen? Không được rồi bạn ơi, chúng ta đã bị mất hiệu ứng của Witbon rồi. Chúng mình sẽ sử dụng luôn cái quả Dust Ball đi. Hy vọng là thành công đó. Ui, nghe nó kêu kìa bạn. Kinh khủng. Chết rồi, Aesop của mình đang bị ru ngủ rồi. Tiếp tục là Dust Ball đi. Xài thử mấy quả. Rồi mình sẽ qua Timer Ball luôn nha các bạn. Ui, kèo này không được rồi. Hình như nó ăn giấc mơ của Aesop thì phải. Dust Ball một phát đi. Được không nè? Ui, vẫn không được luôn. Xài hai quả nữa các bạn ơi. Ủa, cho nó chẳng 50 quả luôn. Ồ, nhìn em rất ra đã thật chứ. Rồi, quả Dust Bowl cuối cùng. Không được nữa thì tôi chỉ qua Timer Wall đó nha. Ui, không được luôn rồi. Để mình đổi qua con Sonic trước cái đã. Rồi mình sẽ xài luôn Timer Wall đi. Đó. Nói chung á, bắt Pokemon các bạn nên dùng Timer Wall nhiều vô. Ồ, nó rất là dễ thành công luôn đó các bạn à. Chết rồi, con này ăn rồi cứ ru ngủ cái con Pokemon của mình hoài vậy. Ui, kèo này hơi khó các bạn ơi. Ru ngủ Pokemon mình hoài luôn á. Ui, dữ gì anh. Xem bên phát nữa nè. Rồi, kiểu này chắc Sonic của mình phải hẹo nữa rồi. Ôi, không ổn rồi các bạn à. Con này khó chơi quá. Rồi xong. Nó cứ ru ngủ ở bên mình rồi xong nó đánh trong giấc ngủ gì á. Khó chịu thiệt sự luôn. Con đắc ra này. Ui không được luôn rồi. Ui nó không thể ru ngủ được gì ghét hả. Thế là mày xong rồi. Xài luôn Timer Ball nè. Nữa. Lần này có mày chạy đi đâu. Ồ, nó không ru ngủ được gì ghét của mình rồi. Xác định mày rồi nha con. Timer Ball. Đây là lúc mình spam Timer Ball thật là nhiều vô các bạn à. Đâu hay quá, đúng rồi. Sao mà ru ngủ được GX của tôi. Mình chỉ còn có 18 quả Timer Ball thôi. Phải cố lên mới được các bạn à. Yes. Đất rơi cuối cùng cũng đã bị thu phục rồi các bạn ơi. Đó. Ngon lành canh đào. Thu phục đúng cái lúc trăng non luôn các bạn. Đây, đây chính là trăng non nè các bạn ơi. Nó có một cái vòng sáng đó các bạn à. Hấp dẫn. Rồi, trăng đã lặn rồi. Và đất rơi cũng đã thuộc vào tay mình rồi. Ui, sung sướng vãi chưởng ạ. Ây da, các em này đi ra chỗ khác coi. Chỗ người ta đang bắt huyền thoại à. Đây, đất rơi của tôi đây nè. Wow. Đẹp chưa? Hình như cái thước nó hơi nhỏ thì phải. Có cái thước small nè, biết mà. Con này thì trừ tấn công nhưng mà cộng phòng thủ đặc biệt các bạn ơi. Cái thước khá là nhỏ. Nó có chiêu Hypnosis nè. Hai chiêu này ru ngủ các bạn ơi. Ui, Ominous Wind, Double Team và Head. Ui, nhiều chiêu kinh quá vậy. Ý, đất đai. Wow, ngầu chứ bạn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Con này thì mình không có thể cởi nó được. Tại vì nó nhỏ xíu à. Ôi, nhìn nó siêu đẹp luôn đó các bạn. Ta là đất đai với tôi nè. Chắc sau này á mình sẽ tìm Murilaner. Cũng như là dùng những cái đĩa để mà học những cái chiêu mà chuẩn combo cho đất đai nha các bạn. Ủa, siêu đẹp. Wow, nhìn mắt nó nè. Nó chỉ cho chúng ta thấy được một bên mắt thôi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Mình cất nó lại các bạn ơi. Đất ray xịn chưa. Rồi kiểm tra coi mình đã có được bao nhiêu Pokemon rồi. 780 Pokemon rồi các bạn ơi. À. Mình chỉ còn 29 em nữa thôi. Wow, quá đã rồi. Ôi, hình như mình teleport ra nhầm chỗ rồi. Đây chính là hội quán hệ điện đó. Trời ơi, nãy tôi đi ngồi sau làm cái gì không biết nữa. Bây giờ đi vô thách đấu thì là nhanh thôi nha các bạn ơi. Quá đã rồi. Để mình lại Chessborn Legendary một lần nữa coi. 14 phút nữa. Hy vọng là kịp thời gian để mình thách đấu xong cái hội quán này nha. Magnet Zone với tôi nè. À, Minin. Gặp mày nữa. Ui, nó còn một máu. Ồ, cay thế nha. Dragon Ball đó nha các bạn. Chết que Minin luôn. À, Pikachu. Ôi, Pikachu nó trượt đi đâu vậy? Chết que Pikachu luôn rồi. Ôi, hai con Pikachu luôn. Hai con Pikachu luôn. Hấp dẫn.
Đi qua thách đấu cái ông trainer thứ hai thôi bạn. Ở lần này chúng ta gặp cái con Luxray. Wow, con này siêu đẹp luôn ha. Nhìn cái chân nó kìa. Ui, siêu đen luôn. Vẫn còn nội tại một máu. Ủa, cái gì vậy? Làm đóng băng cái con Ziget của mình luôn. Kinh vậy. Rồi xong rồi, Ziget của mình đóng băng rồi. Mình sẽ chuyển qua Sonic đi các bạn. Electro với tôi. Làm cái gì vậy? Moonblast mày nè. Ui, nó làm cho mình bị dính độc các bạn ơi. Những con này thiệt là nguy hiểm. Đánh nữa đi. Chết queo luôn rồi. Ok, giờ mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Chắc cho con Sonic ra trước quá. Groudon của tôi. Đây nè, cấp 75 luôn rồi. Đi theo ăn ké kinh nghiệm thôi đó các bạn. Hấp dẫn chưa? Ok, đi tiếp nào. Gavantula hả? Xài luôn Honlit nha các bạn. Để hồi lại miếng máu coi. Ui hồi ít quá vậy. Ui mình không có thể gây sát thương nhiều cho nó bằng cái chiêu hệ lá này rồi. Xài thử Moonblast nha. Mày nè, chết quẹo luôn. Justion. Ui nó đánh Sonic của mình sắp hẹo luôn các bạn. Ui rồi hẹo luôn rồi. Để mình chuyển qua Groudon đi. Meenin với tôi. Resibite. Trời đất ơi, ngủm luôn cái em Groudon rồi. Thôi xong, hết nhận được kinh nghiệm rồi Groudon ơi. Meenin nè. Justion. Ây da, đánh gì mà đau quá vậy. Ôi, cái cúp này tự nhiên nó tự đập nha, mình không biết gì đâu đó. Đây, phải đi cho đúng đường các bạn ơi. Bây giờ là đi thẳng nè. Đó, đi thẳng qua mới gặp cái ông trainer thứ tư nha. Ui chết rồi, Ziget mình đang bị đóng băng rồi, sao mà đánh đây? Hẹo luôn rồi. Xài ra con Meteor nha. Jolteon hả? Sao nãy giờ gặp em linh vật này nhiều quá vậy? Jolteon. Ây da, chết queo luôn. Pikachu, chết queo Pikachu luôn. Ôi, chết rồi, mình đang ở đâu vậy? Ôi tự nhiên mình... À đúng rồi, mình nhớ đúng rồi các bạn ơi. Đi đường này nè. Đó. Rồi xong mình sẽ đi cái làng ở bên trong cùng nha. Đó, đi làng này mới gặp được cái ông chủ hội quán rồi đó các bạn ơi. Xong rồi, gặp được chủ hội quán rồi nè. Chắc mình sẽ cho Vettini ra trọn luôn quá. Suy ghét của mình đang bị hẹo rồi. Đầu tiên sẽ là em Rayquaza ra nha. Đó. À đúng với Pikachu hả? Đơn giản thôi. Pikachu. Con này trong phim thì được boost thôi, chứ ở trong game thì không có được boost như vậy đâu. Trong game mấy con Legend nó sẽ hành nó như con luôn đó. Mày nè. Magnezone hả? Chết queo đi. Ui, nó trâu vậy. Nó trâu quả chữ bạn ơi, để mình xài chiêu Rin này thử đi. Trâu dưới tôi nè. Meenin. Ui, vẫn khá là trâu các bạn ơi. Không ổn rồi. Rin nó thử đi. Chết queo luôn. Electabuzz. Mày này con. Ui, gần nửa cây máu. Khá là mạnh đó. Dragon Essence. Rồi để mình xài chiêu Rin lại một phát nữa nha các bạn. Chắc mình phải đổi Pokemon thôi. Rayquaza của mình đánh nó gây sát thương yếu quá à. Rin phát nữa đi. Em Ray của mình còn một máu nè. Thôi đổi qua con Aces đi các bạn ơi. Ui, tưởng Pikachu yếu mà nó giật con Aces mình hẹo luôn rồi. Trời đất ơi. Xài thử Viria nha các bạn. Mày nè. Thấy Vettini của tôi mạnh chưa? Thấy Vettini mạnh chưa? Ây da. Mày nè. Vẫn chưa chết được nó các bạn ơi. Kèo này căng rồi. Chết đi Pikachu. Ui à, Pikachu nhanh quá các bạn ơi. Eruption. Và chúng ta đã giành được cái Beacon Bed rồi nè. Ôi, hên quá, nó không có bị trùng lập huy hiệu các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ còn một cái huy hiệu nữa thôi. Đó chính là cái Bon Bed các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đi đánh cái hội quán thứ 5 trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn. Trời đất ơi, nãy mình đi cái hội quán thứ 4 á, mình đã được cái Voltage Bed này nè. Nhưng mà mình đã có rồi. Ôi, nó bị trùng lập các bạn à. Xui vãi.
Hy vọng là cái hội quán thứ năm này mình sẽ được cái bầu bét này nha. Rồi bây giờ đi đấu thôi nào. Đi đấu thế nào? Trainer đầu tiên Manetrix hả? Dứt mày luôn. Ngẫm củ tỏi một em rồi. Mình sẽ xài chiêu Outred nha. Lantern với tôi. Mình thử xài Outred nhưng mà không ổn bạn ơi, nó không đủ đam để mà giết nó trong một hit. Con Lantern này nó có mang hệ nước á, nên nó đánh đau vậy. Chuyển qua Sinix xài hệ lá đi. Hệ nước với tôi nè. Minin với tôi nè. Minin chưa chết luôn, Minin trâu vậy. Trâu với tôi hả? Hồi lại miếng máu các bạn ạ. À. Xong cái ông trainer đầu tiên rồi. Và chúng ta đã bị hẹo cái em Seagate rồi. Trời ơi. Uổng vậy. Và đấu với trainer thứ hai thôi các bạn. Xài Honlit đi. Hồi lại miếng máu cái đã. Đó. Nửa cây của con Zhaotian rồi. Ui, mình bị đưa đi đâu á các bạn. Trời ơi, đưa tôi đi đâu vậy? Hồi cho full lên máu luôn nha các bạn. Đó. Pikachu hả? Pikachu nè, à, ngụm của tỏi luôn. Trời, mình bị đưa đi đâu đó? Bây giờ lại trở về vị trí cũ rồi nè. Đi tiếp thôi nè. Zhaotian. Honlit nó tiếp các bạn ơi. Ui, nó đánh mình mất máu gì vậy? Cái con Lush Ray này. Ôi, Honlit nó làm cho Lush Ray bị độc luôn hả? Xịn nha. Không sao, không sao. Honlit của mình có thể hồi lại được máu mà. May nè, ngẫm của tỏi. Moonlight mà nè. Zhaotian. Ui, Electro ngẫm luôn rồi. Hai con Electro luôn. Ngẫm luôn. Zhaotian. Ui, ngẫm được nó không? Ngẫm hay không? Không ngẫm được nó rồi các bạn ơi. Honlit nữa nè. Ôi không ổn luôn rồi. Mình sẽ cho Assault xài Hyper Beam đi. Ôi, xài không được hả? Vậy thì xài luôn chức mình. Trời đất ơi, khổ chưa. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi đánh luôn cái trainer thứ tư nha. Ổng nằm chỗ này nữa các bạn ơi. Mình không thể quăng quả cầu vô được, nên mình phải đi đường này nha các bạn. Để đánh trainer thứ tư á, thì các bạn nên sử dụng cái lối đi bên trái này nha các bạn ơi. Để trở về lại cái vị trí cũ đó các bạn ơi. Ok, và chúng ta sẽ đi lại con đường cũ đó. Thách đấu được ổng rồi nè. Minin với tôi. Lustray. Lustray nè, ngậm củ tuổi luôn. Ngọn lanh canh đào. Thôi bây giờ đi đánh chủ hội quán thôi bạn ơi. Đánh chủ hội quán thì nhớ đi cái đường bên phải nha. Đó, nó sẽ dẫn mình một mạch tới chỗ của chủ hội quán luôn đó. Thôi mình sẽ thay cái đội hình đi. Hai em Pokemon của mình bị hẹo mất tiêu rồi. Whitney ra trận đầu tiên nè. Gặp Electivire. Con này phải trade mới tiến hóa lên được đó các bạn. Nhìn nó siêu cơ bắp luôn. Ủa cái gì vậy? Gì mạnh quá vậy? Nó cấu máu của mình kinh khủng quá các bạn ơi. Ui, hẹo luôn Whitney của tôi rồi. Chuyển qua NT đi. Eruption mình nè. Chưa chết được nữa. Ui, nó đánh mình đau vậy. Mày nè. Ui, vẫn chưa chết được nó luôn. Ui, kèo này căng quá vậy. Mất nét bơm đó nha các bạn. Ngẫm một em nè. Chuyển qua em Isaac đi. Ui, đừng có làm mất máu tôi nha. Trước mình. Một em. Trước mình. Hai em. Pikachu hả? Chức mình luôn. Ba em. Minin hả? Dứt Minin luôn. Và chúng ta đã giành được cái Poképet rồi các bạn ơi. Ngon lành canh đào liền. Cuối cùng cũng đã đủ 5 cái hiệu của hội quán Hà Điện rồi đó các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Wow, nó đã bị trùng lập một cái huy hiệu nè. Ở bên đây có một con Honlucia Shiny nè. Wow. Những này hấp dẫn ta. Xài thử quả Whip Ball trước nha các bạn. Nhìn màu nó cực kỳ khác cái con Honlicia thường luôn đó. Ngon lành. Ôi, nhìn nó nè. Bên kia có một con Honlicia thường các bạn. Đó, cánh nó màu đỏ. Con này thì mấy cái lông vũ của nó màu đen đó. Chuyển qua con Scissor để mình form whip nó nha.
Von Whip xuống còn một máu cho nó dễ thu phục nè. Đó, lụm hàng nó liền. Xài Ultra Burn. Thử đi. Ultra Burn. Ôi sao dễ quá vậy. Ngon lành. Bộ cái hiệu cái bạn à. Wow, thế là rất là xịn sò luôn đó. Một máu nè. Ngẫm củ tỏi liền. Ở đây đây. Đây, cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện các bạn ơi. Ồ, Murilaner đây nè. Đi tìm nãy giờ. Cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi nè. Chạy hả? Tính chạy đi đâu hả? Đó, nhốt ổng như vậy thì mới được nha các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ học các cái chiêu cho Kyler cũng như là Darkrai vừa mới bắt nha các bạn ơi. Hấp dẫn. Tìm cái ông Murilaner này nãy giờ đó. Mới gặp ổng luôn đó các bạn à. À, tính đi đâu hả? Làm gì đi đâu được. Thì mình sẽ lấy con Darkrai ra nào. Ngon lành canh đâu. Đây các bạn ạ. Ok thì bây giờ mình sẽ học chiêu cho Kyler nha các bạn. Đầu tiên là I-Beam nè. Đó. Tiếp theo đó thì mình sẽ học cho nó chiêu Water Pool này luôn. Ok. Rồi sẵn thì học luôn cái chiêu I-Beam luôn nha các bạn ơi. Rồi và đây là toàn bộ các chiêu của Kyler nha. I-Beam, Water Pool, Origin Pool, Whoopty Water. Mình tính học Raiden nhưng mà thôi, mình cảm thấy nó cũng khá là thừa nên là cũng không có cần thiết gì lắm. Raiden thì nó sẽ làm giảm tấn công của các chiêu hệ lửa nè và tăng tấn công của các chiêu hệ nước đó các bạn ơi. Nhưng mà thôi kệ đi, đó, chúng mình sẽ bỏ Raiden luôn. Rồi bây giờ mình sẽ học qua Darkrai luôn nha. Darkrai thì chắc mình sẽ học fan nắc tắc cho nó nha các bạn. Mình sẽ vẫn giữ cái chiêu Hypnosis nè, cũng như là Ominous Wing. Học fan nắc tắc thay cho Double Team nè. Và mình cũng có thể học luôn cái chiêu Nightmare. Đó. Nightmare mình học tạm thời thôi các bạn ơi. Để sau này mình sẽ thay vào cái chiêu Rim Eater cho nó nha. Đó. Còn cái chiêu Hypnosis này nè, dùng để ru ngủ của cái mon đó các bạn ơi. Dark Pool đây rồi. Ngon lành. Để mình coi thử mình còn cái Rim Eater không ta? Mình không có Rim Eater hả? Daisy Flame thôi à? Không có Rim Eater rồi các bạn ơi. Mình nhớ mình có mà ta, sao kỳ vậy? Sidekick trước luôn. Đi chưa khác rồi. Rim Eater của tôi. Side Shock. Reflect. Cái này không có. À, Rim Eater rồi, hai quyển luôn. Ồ. Trời ơi, biết ngay mà. Rồi, để mình sẽ cho Darkrai học cái skill này luôn nha các bạn ơi. Ngon lành canh đào. Darkrai của tôi. Cho học cái Dark Spoon trước nè. Dark Pool sẽ thay phe nắc tắc nha các bạn. Đó. Và Rim Eater sẽ thay cái chiêu Nightmare nha. Nightmare, ác mộng. Rồi đây là toàn bộ các kỹ năng thích hợp của Darkrai chứ các bạn. Cái chiêu Ominous Wind này mình có nên thay bằng Shadow Ball không ta? Để mình kiếm coi mình có Shadow Ball không đã. Shadow Ball CM30. Ok mình sẽ kiếm nha các bạn. Mình có nhiều cái đĩa chiêu quá à. Shadow Ball. Vừa đủ luôn nè. Shadow Ball để mình coi thử nó có mạnh không cái đã. Em bắt ra tới đây. Shadow Ball 80 luôn. Ôi mình sẽ thay bằng Ominous Wind nha các bạn. Rồi ngon lành rồi đó. Chuyển qua Darkrai coi nào. Đây Darkrai của tôi. Ngon chưa. Trước tiên là ru ngủ cái con Ikka này trước nha các bạn. Hypnosis nè. Chờ mình ngủ trước. Rồi chúng ta sẽ ăn giấc ngủ của nó nha các bạn. Ăn giấc mơ của nó. Siêu đẹp luôn. Hiệu ứng đã phải chứ. Rồi mình sẽ dùng Darkrai cấp 70 để đấu với cái ông trainer này thử nha.
Râu ngủ cái coi. Hinoxic. Đó. Râu ngủ rồi chúng ta sẽ ăn giấc mơ nha các bạn. Ủa? Ăn giấc mơ của mày nè con. Râu ngủ qua cái con Clefairy này luôn. Ơ, con này không được hả? Lại phát nữa các bạn ơi. Ôi có vẻ là không được rồi. À nó có hệ tiên. Vậy thì mình sẽ xài chiêu Shadow Ball vậy. Mày nè, không râu ngủ được hả? Shadow Ball nó luôn nha các bạn. Vui liên tục boost cái gì đó. Cứ boost tiếp đi rồi hiểu như chưa. À em Sandred này vẫn lì. Thì mình cho Darkrai ra đầu cái đã. Ôi xịn rồi đó. Rồi Darkrai của mình đã có được các cái chiêu rất là chuẩn rồi các bạn ơi. Ồ combo rất là phê luôn. Ôi và nội tại của con Darkrai để mình đọc cái coi. À nội tại của Darkrai nó cũng làm mất máu khi mà Pokemon đối phương nó đang ngủ luôn nha các bạn. Ôi hay với trưởng ạ. Cái nội tại nó vừa là mất máu mà cái chiêu Remitter này nó cũng là mất máu theo luôn. Ôi đã thiệt sự luôn. Rồi nói chung tập ngày hôm nay là quá may mắn luôn các bạn ơi. Chúng ta vừa sưu tầm được đủ 5 cái hy hiệu của hội quán hạ điện rồi. Và còn thu phục thêm một cái em Legendary nữa đó chính là Darkrai nha các bạn. Mình cũng đã học các cái skill chuẩn cho nó rồi đó. Thì nếu các bạn thấy video này hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mà khi mình ra video nha. Nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Các bạn có thấy các chiêu mà mình học cho Darkrai có hợp lý chưa? Thì hãy comment ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.